Dạ, thưa bác. Ai cho mày ăn mặc cái kiểu này hả? Mẹ con làm người đàng hoàng không muốn, muốn làm hay sao? Suốt ngày chỉ biết đi chơi bời thôi. À, dạ bác ơi, bác bình tĩnh đi, bác đừng có la Ngọc. Thiệt ra đó là còn câu nữa, tôi chưa có nói tới cậu đó nghe chưa? Nè, tao cấm mày giao du với thằng này. Nhìn cái bản mặt của nó là tao biết không phải người đàng hoàng rồi đó. Cậu tránh xa con gái tôi ra nghe chưa? Tôi mà còn thấy nó cậu dụ dỗ nó, tôi kêu công an còng đầu cậu đó. Đi vô nhà, mau. Chỉ có thứ con gái hư hỏng mới ăn mặc những cái loại này ra đường. Tao nếu tao không hiểu nổi mày luôn á. Con xin lỗi mẹ. Ngày mai mặc áo sơ mi quần đen đi học, liền hết với cái đầm váy này đi. Tao nói cho mày biết, mày làm sao coi được á thì làm. Mới có tí tuổi đầu thôi mà đặt nhật ký yêu đương này nọ. Mẹ, mày đọc trộm nhật ký của con hả? Thì sao, thái độ của mày vậy là sao? Tao là mẹ mày, tao có quyền. Mẹ, con lớn rồi, con phải có một chút riêng tư của mình chứ. Lớn hả? Mới có 20 tuổi đầu thôi. Lớn cái gì? Tao nói cho mày biết, tao cấm mày nghe chưa? Mày không được qua lại với thằng Quân. Mày còn cãi lời tao, mày đừng có trách tao đó. Mẹ, mẹ đừng có lấy cái quyền làm mẹ mà áp đặt con như vậy. Mẹ cho con thở với. Mẹ, đồ chó hiếu. Chuyện gì nữa vậy? Sao bà lại đánh con? Ông coi nó đó, con gái nói cái gì cũng cãi hết trơn á. Bây giờ ông không dạy được nó thì ông để cho tôi dạy. Mẹ, đủ rồi. Từ trước tới bây giờ chưa có ai chửi con là hư hỏng. Ngoài mẹ, mỗi lần mà con không làm theo ý mẹ thì mẹ chửi con mất dạy. Mày nói nghe hay quá ha. Vậy bây giờ mày chứng minh cho tao thấy đi. Mày chứng minh là mày không ăn bám cha mẹ đi. Được rồi, con sẽ chứng minh cho mẹ thấy. Ngọc, rồi con định làm cái gì? Ba, thật sự là bây giờ con không sống nổi với mẹ nữa. Chứ con phải ra ngoài con sống một mình quá. Ba ủng hộ cho con nha. Suy nghĩ kỹ chưa con? Con suy nghĩ kỹ lắm rồi nha ba. Ngọc ơi. Anh Quân, em mới tới hả? Ừ. Nè, anh có mua cho em ít đồ ăn. Em đem vô bỏ tủ lạnh đi, khi nào đói thì lấy ra. Cảm ơn anh nha. Phiền anh quá, bắt anh phải chạy tới chạy lui hoài. Có gì đâu mà phiền, không biết nữa. Em là người yêu của anh mà, anh phải lo cho em chứ. Em vô cất đồ đi. Anh Quân, hay là anh ở lại ăn với em đi. Em dọn ra rồi hai đứa mình ăn chung. Vậy cũng được. À, Thì ra mày ra ngoài sống là vì muốn đi hú hí với trai. Dạ, con thưa hai bác. Cái thằng mất dạy này. Tại mày hết trơn á. Tại mày mà con gái tao nó hư, nó mới bỏ cha bỏ mẹ như vậy đó. Dạ, hai bác ơi, không có, hai bác hiểu lầm con rồi. Không có phải như hai bác nghĩ đâu. Còn mày nữa, tao tưởng là mày sống ra làm sao. Quá ra mày sống như vậy nè, mày dòm coi, mày có ra con người hay không? Không ra con người hả mẹ? Con có đi trộm cắp hay là giết người đâu mà không ra con người mẹ. Chỉ có mẹ là không nhìn con ra con người thôi. Mày, ông thấy chưa? Để con gái ra làm cái gì? Nuôi nó bị lớn gì nè, tôi nói một câu là nó cãi một câu. Đúng là ông bà người ta nói mà, có con gái giống như là hũ mắm treo đầu vàng vậy đó. Bà, cái gì mà ba? Bây giờ tao không cần biết chuyện gì hết. Mày đi vô thu dọn đồ, đi về nhà với tao nhanh. Con không có về. Đi về, nhanh lên. Con không về. Đi về. Con không về. Mẹ, con không về. Ngọc, mẹ, con, mẹ sanh con ra mà mẹ cứ hiểu cho con chưa? Mẹ có bao giờ mẹ nghĩ mẹ hiểu cho con chưa? Con sao vậy nè? Mẹ muốn con chết mẹ mới vừa lòng đúng không? Những gì mà con làm á là những điều con muốn. Nó chỉ sai với quan điểm và cái suy nghĩ của mẹ thôi. Nhưng mà với xã hội nó không hề sai. Mẹ, mẹ cho con sống cuộc đời của con đi. Con không muốn sống thay cuộc đời của mẹ nữa.
Bà, hai mẹ con cứ bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Bây giờ con nó lớn rồi, để cho nó quyết định cuộc đời của nó đi bà. Nó quyết định cuộc đời của nó. Lỡ nó có bị gì là tôi không có chịu nổi không? Thôi. Bà càng giữ, nó càng làm bậy, rồi nó tự tử nó làm sao? Em đây là hồ sơ bệnh án của Ngọc. Bác sĩ chẩn đoán Ngọc có biểu hiện của bệnh trầm cảm, mà nguyên nhân chính là từ áp lực của gia đình mà ra đó hay bác. Con ơi, sao con không nói cho mẹ biết? Bà thấy chưa, bà thương con theo ý của bà đó, là bà vô tình bà hại con đó, bà biết chưa? Tất cả lỗi là tại mẹ. Con ơi, con đừng có giận mẹ. Tất cả là tại mẹ hết, tất cả là tại tôi hết. Con, mẹ ơi, mẹ cho con sống cuộc đời của con nha mẹ. Mẹ đừng áp đặt cuộc đời của con nữa nha mẹ. Mẹ biết rồi, mẹ xin lỗi con. Thôi được rồi, từ nay về sau con cứ sống theo cuộc đời của con đi. Nếu có chuyện gì thì về với ba mẹ. Ba mẹ đang chờ con. Nghe con. Dạ. Nghe chị con. Cậu ơi, cậu ở đây, cậu nhớ là trông chừng chăm sóc con Ngọc giùm tôi nha cậu. Dạ, con biết rồi, bác cứ yên tâm đi. Thôi được rồi, tụi tôi về. Có chuyện gì cậu nhớ gọi cho tụi tôi nha. Dạ. Con hơi nhớ. Nghỉ ngon nghe chị con, nghe chưa? Dạ. Nghe chị con. Dạ. Không sao, không sao đâu. Đừng có sợ anh nữa. Anh nói qua rồi, qua rồi. Không sao đâu. Không có mua vé số, đang chơi chứng khoán không à, đi chỗ khác đi. Mua giúp tôi đi cậu. Cái bà già hôi hám này liều ơi. À, đây nè. À, mọi người nhìn nè, nhìn cái bà cô này đi. Trời ơi, bà mời vé số tôi mà tôi không có mua. Kêu bà đi mời người khác đi, bà cho người ta cơ hội, bà đâu có chịu đâu. Bà đứng bà kì kèo qua lại với tôi hoài á, tự nhiên bây giờ bà bật ngửa bà té ra như vậy, cái thấy phải phiền tôi không? Mà người lớn rồi chứ có phải là con nít đâu. Nói một tiếng là phải hiểu liền, nói một tiếng là phải biết nghe chứ. Sao mà cứ để nói đi nói lại hoài kỳ cục ghê bác, à. Bác có sao không bác? Bác đứng lên đi. Em coi bà đi. Khó dễ với anh không à. Anh muốn làm người tốt mà đâu có được. Anh Vũ, anh làm gì vậy hả? Anh đâu có làm gì đâu, tại bà chứ bộ bà kiếm chuyện với anh mà. Không sao đâu cô. Để tôi đi bán được là cô. Cảm ơn cô. Dạ. Mà ngoài kia nhiều con người. Con xin lỗi bác nha. Nhiều người cần làm giàu lắm, mời người ta đi. Thiệt tình. Nè. Hả? Anh làm gì vậy? Anh làm gì đâu. Em thấy hết rồi, anh đừng có chối nữa. Anh xua đuổi người ta, anh còn đẩy người ta té nữa hả? Rồi sao? Rồi sao? Cái bác đó đáng tuổi cha tuổi mẹ mình đó. Anh không mua vé số thì cũng phải nói chuyện đàng hoàng chứ. Sao anh hỗn hào với người lớn như vậy? Dạ, em mắc cười quá. Tự nhiên mắc gì phải tử tế với cái loại người bần hèn đó. Bà kiếm chuyện với anh thì anh phải gây lại chứ không lẽ nhịn bà sao? Trời ơi, mình nói đường mình hiền quá đâu được em. Em không ngờ anh là con người như vậy luôn. Mình chia tay đi. Em giữ mặt với anh hả? Vì một cái chuyện nó có chút xíu vậy nó không có đáng gì hết. Mà cũng vì người ngoài phải người thân đâu tự nhiên em đòi chia tay anh. Người yêu của em phải là người tử tế, phải đối xử tốt với mọi người, chứ không phải người như anh. Em sao mấy tháng nay em mất liên lạc luôn vậy? Không có cho anh gặp em nữa. Anh xin lỗi cái chuyện cũ mà. Đừng có giận anh, bỏ qua cho anh đi. Anh buông tay em ra đi. Em có người yêu mới rồi. Anh đừng có tìm em, đừng làm phiền em nữa. Người yêu mới? À, nhớ rồi. Cái thằng gì em quen trên mạng đúng không?
Cái thằng mà nhìn cái mặt đù đù ngu ngu tặng em mới sợ dây chuyền chứ gì. Ôi. Sao anh biết? Anh theo dõi em hả? Anh không có theo dõi cái gì hết á. Nghĩ sao đàn ông con trai mình làm cái chuyện đê hèn vậy? Cái này là tình cờ anh biết được thôi. À đúng rồi, nhắc tới thằng đó nè. Có cái này cho em coi. Coi xong mà hết hồn luôn. Đây nè, em coi đi. Má, bữa nay má bán làm sao rồi? Bữa nay má bán được lắm con. Trời, nhiêu đây từ giờ tới chiều là hết luôn á má. Đó, em thấy chưa? Trời đất ơi, một cái thằng gì mà nó tệ dữ vậy không biết nữa. Có tiền mua quà tặng em một sợi dây chuyền ngon lành vậy mà bỏ má nó cực khổ vậy đó. Đúng một cái thằng bất hiếu, không có xài vô. Chưa hết, em coi cộng đồng mạng chửi đó nè. Mà chửi đúng chứ phải chửi sai đâu. Trời ơi, chửi vậy là không ngóc đầu lên nổi luôn. Chửi là đáng. Làm đàn ông thì cho đáng mặt đàn ông chứ. Bỏ mẹ già cơ cực vậy chứ biết lo cho gái thôi à. Đó, người mà em là phải quen cỡ anh trở lên đây nè. Ủa, cháu, em cũng ở đây hả? Em không ở đây. Em không ở đây thì làm sao em biết được bộ mặt thật của anh? Em trả cho anh sợi dây chuyền nè. Em không có nhận cái món quà đắt tiền như vậy mà để cho cha mẹ của mình cực khổ như vậy đâu. Em muốn người yêu của mình tử tế, đàng hoàng và biết yêu thương gia đình. Là sao? Em nói gì anh không hiểu? Anh đừng có nói nữa, em biết hết rồi. Em thật lòng khuyên anh là nên dùng cái số tiền này mà lo cho mẹ mình đi. Thôi, chuyện không phải như con nghĩ đâu. Câu chuyện nó là như vậy nè. Trời ơi. Bác ơi, bác ơi, bác có sợ gì bác? Bác ơi, bác bị sao vậy hả? Tôi chân mập quá. Cảm ơn cậu. Dạ. Sao vậy bác? Hải, Hải, con về thăm má. Hải ơi. Bác bị sao vậy hả? Má nhớ con lắm Hải ơi. Má nhớ con lắm. Bác nghe con nói nè, con không phải là Hải, con là Lâm. Sao vậy bác? Tôi nhớ con tôi lắm. Nó mới mất cách đây một tháng. Nó bị tai nạn giao thông. Thôi bác, cho số của bác nè bác. Bác đứng lên đi. Đứng lên bác. Vậy là bây giờ bác ở một mình hả bác? Tôi sống có một mình thôi. Con nhìn bác cũng giống mẹ con á. Không may bác nhận con làm con nuôi của bác nha. Thiệt hả cậu? Dạ. Bác cho phép con được gọi bác là má nha. Bác con. Dù không phải là ruột thịt nhưng lúc nào á Lâm cũng ở bên bác, an ủi bác để bác nguôi ngoai cái nỗi nhớ con của mình. Lâm là nguồn lực để cho bác sống tiếp đó. Còn cái sợi dây chuyền này nè là của bác. Bác đưa cho Lâm để mà Lâm tặng cho con mà. Con đừng có trách Lâm. Lâm nó không có lỗi gì hết á. Lâm là một người tốt. Má ơi, má không có lỗi gì đâu má. Là tại con nè. Tại con không có nói rõ cho cháu biết đó. Thì ra mọi chuyện là như vậy hả? Anh Lâm, em hiểu lầm anh rồi. Em xin lỗi anh nhiều nha. Tại vì em vội vàng quá, chưa nghe anh giải thích mà đã trách lầm anh rồi. Anh đừng có buồn em nha. Anh đâu có giận em đâu. Mà anh còn vui khi biết được em là người tôn trọng chữ hiếu nữa. Vậy em còn muốn làm bạn gái anh nữa không? Hả? Nè, còn bây giờ là thế lực cậu nè. Tôi sao? Tôi nói cho cậu biết nha. Cậu xúc phạm và phỉ báng người khác trên mạng xã hội, tôi sẽ đâm đơn kiện cậu đó. Cậu chờ đi. Lâm, bình tĩnh Lâm, có gì mình từ từ mình nói chuyện. Tôi biết lỗi của tôi rồi, tôi sai nhiều lắm. Tôi xin lỗi Lâm, mai mốt tôi không có dám làm mấy cái chuyện bậy bạ sai trái gì nữa đâu. Nhưng mà Lâm đừng có kiện tôi nha. Tôi sợ ra tòa, sợ đi tù lắm Lâm. Tội tôi lắm. Tôi năn nỉ Lâm mà. Em nói vô giùm anh tiếng nha. Anh Lâm, em thấy mọi chuyện cũng không đến nỗi nào đâu. Còn anh nữa,
anh phải làm một cái clip đăng lên mạng để công khai xin lỗi anh Lâm. Được rồi, anh hứa là anh sẽ làm cái clip vừa xin lỗi này vừa minh oan cho Lâm đàng hoàng luôn. Anh làm liền bây giờ, anh chạy về anh làm liền nha. Anh làm liền. Nè, đứng lại đó. Thôi anh, qua câu chuyện này em hy vọng anh Vũ sẽ trở thành một người tử tế hơn. Anh cũng hy vọng vậy nữa. Má của em nè. Cảm ơn anh.